Hyundai Getz nâng cấp lên màn Android trông nó sẽ như thế nào hả các bác? Đây, ở trên này các bác có thể nhìn thấy đây là cái màn hình Android sau khi mà bên em đã nâng cấp cho chiếc Hyundai Getz này, và sẽ có camera hành trình ghi hình phía trước ở đây, và có cam lùi AHD sắc nét tích hợp thẳng vào màn đây luôn các bác nhé. Cam lùi rất là sắc nét luôn. Với màn Android thì các bác có thể lắp sim 4G này, có nghe nhạc trực tuyến, có bản đồ Vietmap S2 đây, có cảnh báo giới hạn tốc độ cho các bác. Mình có cả thêm bản đồ Google Maps đây các bác nhé. Đây, rất là đầy đủ. Các bác cần nghe nhạc, các bác chỉ cần chạm vào đây thôi, mở video nhạc trẻ lên mic. Khi các bác nâng cấp cái màn Android lên ấy, thì chiếc xe của mình nó sẽ trở nên thông minh hơn. Bởi vì các bác ra lệnh điều khiển giọng nói là màn nó sẽ thực hiện theo cái yêu cầu của các bác rồi. Bác nào mà xe mà chưa có màn Android thông minh như thế này thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé.